Trạch Thiên Ký Quyển một chương 125, Hồng Trang U Phủ chính là trái tim Toàn bộ tinh quang những đêm qua Cũng rơi vào quanh bốn phía U Phủ của hắn Dần dần trầm tích, dần dần trầm tĩnh Vô thanh vô tức Suy nghĩ cẩn thận việc này Cảm xúc trong mắt Hắc Long trở nên càng thêm rung động Trần Trường Sinh dẫn tinh quang tẩy tủy không có chút hiệu quả Cuối cùng vạn bất đắc dĩ Mới quyết định mạo hiểm tọa chiếu tự quan trước Nhưng hắn hoàn toàn không biết chính mình hàng đêm dẫn tinh quang tẩy tủy tinh quang này xuyên thấu qua thân thể đi tới phía ngoài u phủ hàng đêm không ngừng gõ cửa hắn không phải đang tẩy tủy thậm chí đã trực tiếp lướt qua tọa chiếu hắn đang thông u cách ngày mà hắn thắp sáng mệnh tinh đến hiện tại đã bao nhiêu đêm hắc long nhìn thiếu niên trong vũng máu sắp ngừng hô hấp bản thân cũng khẩn trương đến quên cả hô hấp từ khi thiên thư hàn lâm cho tới nay không có ai tu hành giống như trần trường sinh bởi vì loại thể chất vô cấu đặc thù như của hắn cực kỳ hiếm thấy cũng bởi vì có rất ít người giống như hắn hàng đêm đều sống trong nỗi ám ảnh tử vong có được nghị lực cùng ý chí khó có thể tưởng tượng mặc dù có những thứ như vậy những người đó cũng sẽ không có cơ duyên như hắn không có cơ duyên hắn vẫn chết đi cho dù hắn trực tiếp lướt qua tẩy tủy tọa chiếu hai cảnh giới thông u thành công cũng sẽ chết đi toàn thể loài người tổng kết thành tu hành cảnh giới sẽ không có bất cứ vấn đề gì căn bản không thể nào tùy ý vượt qua, người tu hành còn chưa tẩy tủy thành công. Tuyệt đối không thể nào thừa nhận năng lượng trong thời khắc tinh huy chuyển đổi thành chân nguyên. Trái tim của Trần Trường Sinh vẫn đang đập, nhưng trong mạch máu vỡ tan lúc này đã càng ngày càng ít huyết thủy, hắn nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt tựa như một người chết. Hắc Long trầm mặt nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa cảm xúc vô cùng phức tạp, dãy dụ, do dự, còn có không cam lòng. Nó biết, mình chính là cơ duyên của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh lúc này đã tiếp cận với tử vong, Linh đang Diệu dược Trân Quý cũng không thể nào cứu sống hắn, cho dù thánh nhân tựa như Giáo Hoàng đại nhân tự mình xuất thủ cũng không thể làm được, nhưng nó lại có thể. Trên thế giới này, phương pháp có thể cứu sống Trần Trường Sinh, chỉ có duy nhất một loại. Hắc Long do dự thời gian rất lâu, hơn nữa khi nó nhớ tới việc mình bị nhân loại giam cầm mấy trăm năm, nó chỉ muốn xoay người rời khỏi, chờ đợi Trần Trường Sinh chết đi tại sao nó phải trả một cái giá lớn như thế vì một người thiếu niên chẳng qua hắn thật vất vả mới có được một cơ hội để sống hơn nữa chính mình còn cần hắn giúp mình làm chuyện kia hơn nữa hắn thật sự là người đầu tiên mà nó làm quen trong mấy trăm năm qua hắn có một cơ hội để sống có thể là cơ hội duy nhất của mình hắc long lặng yên suy nghĩ thật ra bản thân nó cũng không nhận ra nó vẫn luôn tự thuyết phục mình đi cứu thiếu niên nhân loại này không biết qua thời gian bao lâu, nó cuối cùng cũng đã quyết định. Hắc Long đi tới trước mặt Trần Trường Sinh, phát ra một tiếng long ngâm trầm thấp. Theo tiếng ngâm kéo dài, một mảnh lân phiến trong con ngươi nó trong nháy mắt sáng lên. Nó giơ chân trước lên, chậm rãi nhích tới gần phiến Long lân này. Một tiếng suy khẽ vang lên. Phiến Long lân này rách ra. Một đạo máu tươi từ vết rách này chảy ra. Đây chính là chân Long huyết. Một loạt thanh âm xung xao vang lên đạo long huyết kia kia từ trong bầu trời rơi xuống rơi tới mặt đất phủ đầy lên người của trần trường sinh chỉ một động tác đơn giản nhưng tựa như hắc long đã tiêu hao hết tất cả sức lực số lượng của đạo long huyết kia đủ để ngâm cả người trần trường sinh vào trong nhưng nếu đem so sánh với thân thể cao lớn của nó hẳn là không tính là gì chẳng biết tại sao làm cho nó suy yếu kịch liệt hắc long chậm rãi rơi xuống mặt đất râu rồng yếu ớt vô lực bay lên sau đó hơi cong thân thể cao lớn không còn một sức sống giống như trở thành một ngọn núi ngủ say. Ngay sau đó, chuyện vô cùng thần kỳ diễn ra. Chỉ nghe tiếng long lân cùng băng tuyết hàng lãnh trên mặt đất ma sát, phát ra thanh âm sao sao, lại gần nghe như tiếng kim loại va chạm. Hắc long đang dần dần thu nhỏ. Ngọn núi màu đen, dần dần biến thành một đạo sơn xà. Hắc long tiếp tục thu nhỏ lại. Ngọn núi cuối cùng biến thành một gò đất nhỏ. Long lân được phủ băng sương cùng cho bụi, biến thành một bộ quần áo màu đen có chút cũ kỹ một lát sau một cánh tay từ trong quần áo chậm rãi vươn ra cánh tay kia thật trắng trẻo non nớt cánh tay kia rơi vào trên mặt đất khẽ dùng sức đem thân thể của nàng chống đỡ dưới bộ quần áo màu đen là một tiểu cô nương một tiểu cô nương rất xinh đẹp tiểu cô nương nét mặt lạnh lùng đồng tử trong mắt dựng thẳng tỏ vẻ yêu mị trời sinh mặc dù rõ ràng nhìn còn nhỏ tuổi nhưng lại làm cho người cảm thấy nàng cực kỳ lãnh khốc. Trên mi tâm của nàng, có một đạo tơ hồng, làm phá hư cảm giác như vậy. Đó là một vết thương, khó có thể khép lại, nhưng rất xinh đẹp, giống như là trang sức lưu hành khắp đại chu kinh đô mấy trăm năm trước. Nàng không thể đứng dậy, bởi vì nàng lúc này rất yếu ớt, rất mệt mỏi, cũng bởi vì trên mắt cá chân của nàng, có hai sợi xích sắt nhỏ dài. Phía trên hai sợi xích sắt tràn đầy tú tích, nối thẳng vào trong bóng tối, sau đó bị bức họa hai vị truyền kỳ thần tướng trên thạch bích nắm chặt ở trong tay. Nàng nhìn Trần Trường Sinh nằm trong vũng máu trước mặt, vẻ mặt lãnh khốc nói, nếu như ngươi phụ ta, ta cố nén ghê tởm cũng phải ăn thịt ngươi. Thời khắc nói những lời này, ngữ khí của nàng rất lạnh lùng bình tĩnh, cũng rất chắc chắn. Nàng dùng tiếng nói của nhân loại, thanh âm thanh thúy dễ nghe, phối hợp với bộ dáng non nớt của nào, thấy thế nào, cũng chỉ là một tiểu nữ sinh. Thật ra nếu quy đổi ra tuổi tác của nhân loại, nàng vốn cũng chỉ 13-14 tuổi mà thôi. Trên thân thể tổn hại nghiêm trọng của Trần Trường Sinh khắp nơi đều là máu đen. Chẳng qua là lúc này đã phân không rõ ràng lắm, chỗ máu nào là của hắn, chỗ máu nào là long huyết. Hắn ngâm trong máu của nàng. Mà chân long huyết, đang chậm chạp tu bổ thân thể của hắn. Mạch máu vỡ nát, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần liền lại, da thịt thối rửa, dưới quan huy của dạ minh châu chiếu rọi dần dần một lần nữa trở nên trơn nhẵn về phần xương cốt gãy lìa cùng phủ tạng bị tàn phá tự nhiên cần nhiều thời gian hơn nhưng rõ ràng có thể thấy được tất cả đều đang chuyển biến tốt đẹp sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt nhưng hô hấp dần dần trở nên vững vàng hắc y thiếu nữ theo dõi hắn quan sát thời gian rất lâu cho đến thật lâu sau xác nhận trần trường sinh có thể sống tiếp dọc long huyết quý giá của mình không hề lãng phí nàng đã không cách nào chống đỡ thân thể suy yếu nữa, mỏi mệt ngủ thiếp đi. Trần Trường Sinh cũng đang ngủ say trong vũng máu của nàng. Hai người nằm ở dưới mặt đất hàng lãnh, ngủ ở đối diện nhau. Khói trắng chậm rãi lan tỏa, huyết sang hô vỡ vụn khắp nơi. Rõ ràng khắp nơi đều là máu, nhưng phản phất như tiên cảnh thần quốc. Gió tuyết đầy trời, ngoài hoàng cung yên tĩnh không có người nào. Hai con tuyết ngao ở trên mặt tuyết hàng lãnh, hoang khoái chơi đùa vui đùa, Nhảy qua nhảy lại, chỉ có hàng quan hiện lên trong mắt ngao, mới nhắc cho người ta nhớ tới, loại động vật này hung tàn đáng sợ đến cỡ nào. Vị cung nữ kia cầm sợi dây đứng ở một bên, lộ ra vẻ có chút buồn chán, gió tuyết thổi qua lông mày, mơ hồ có thể nhìn thấy hồng trang lưu ở giữa mi tâm. Dĩ nhiên là mạc vũ, nàng vốn xuất thân từ cung nữ, nếu như không phải được thánh hậu nương nương thưởng thức, sau khi làm phạm quan. Có lẽ nàng sẽ phải chịu đựng buồn chán đến chết ở trong lãnh cung. Một đạo thân ảnh dần dần hiện ra trong gió tuyết, mặt vũ miễn cười tiếng ra đón. Thánh hậu nương nương không để ý đến tuyết ngao quỳ rạp xuống trong tuyết tỏ vẻ nhún nhường cùng sợ hãi, mặt không chút thay đổi đi tới trước cái giếng. Một lát sau, nàng khẽ nhướng lông mày, không nói gì, như vậy cũng có thể sống sót ư. Gió tuyết dày đặt rơi xuống lặng im không tiếng động, bốn phía giếng cạn hoàn toàn an tĩnh, bắc tân kiều cây cối đã rụng hết lá, trên cành cây có tuyết động, giống như lính trinh sát đang cầm thương Thánh hậu chấp hai tay sau lưng, nhìn phương hướng quốc giáo học viện nơi xa, trầm mặt một lát sau nói, đại triêu thí sắp sửa bắt đầu, có ý kiến gì không? Giáo hoàng đại nhân theo ý của ngài đã đón lạc lạc điện hạ vào trong học cung, nhưng không có bất cứ thái độ gì khác nữa. Mạc Vũ nhìn nghiêng một bên mặt của nương nương, nhẹ giọng nói, thật ra thì theo ta thấy, phương pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp giết chết Trần Trường Sinh, làm gì còn nhiều phiền toái đến vậy. Quốc giáo học viện tạo ra phong ba, sau khi thánh hậu nương nương tỏ thái độ sau đó không còn ai đề cập đến nhưng mạc vũ hiểu nương nương không phải muốn mượn chuyện này tỏ vẻ sự khoan dung và khí độ của mình mà là muốn chờ đám người núp sau quốc giáo học viện toàn bộ đứng ra nương nương đối với tất cả mọi chuyện trên thế gian đều rõ ràng sáng tỏ lúc này đã hỏi nàng cũng chỉ muốn xem thái độ của nàng một chút như vậy thái độ của nàng nhất định phải thật kiên quyết ngoài dự liệu của nàng Thánh hậu đối với thái độ kiên định thậm chí có chút lãnh khốc của nàng không có tỏ vẻ thích thú, ngược lại khóe môi nhếch nhẹ, lộ ra nụ cười có chút ý tứ đùa cực, nói, làm việc như thế thật không thú vị chút nào. Hơn nữa nếu giết hắn rồi, ngươi làm sao có thể ngủ yên? Phải biết rằng mùi vị trên chăn đệm cuối cùng cũng sẽ tan biến. Mạc Vũ nghe thấy thế cực kỳ bối rối, nghĩ thầm nên giải thích chuyện này như thế nào đây? Thánh hậu không có cho nàng cơ hội giải thích, xoay người nhìn nàng, tự cười mà không phải cười nói, thanh đằng yến đêm hôm đó, là ngươi nhốt hắn vào đồng cung ư. Mạc Vũ đột nhiên cảm giác được tuyết hôm nay lạnh lẽo tới thấu xương, không dám có nửa phần do dự, đáp, vâng. Thánh hậu không nhìn lại chiếc giếng cạn kia, nói, đó là một địa phương tốt. Mạc Vũ cũng không dám nói chuyện nữa, cung kính mà nhúng nhường cúi đầu, đỡ tay của nàng, đi về phía hoàng cung. Thanh đằng yến đêm hôm đó nhốt Trần Trường Sinh ở đồng cung, là nàng làm việc dựa theo yêu cầu của một vị đại nhân nào đó, còn lý do làm sao Trần Trường Sinh có thể thoát khốn, có phải thật sự tiến vào đáy hàng đàm, gặp được cái cấm kỵ kia hay không, Mạc Vũ cũng không biết, cũng không dám tìm hiểu, bởi vì vô luận như thế nào, tất cả đều là do nàng. Nương nương cũng không nói là hài lòng hay không hài lòng đối với cách làm của nàng, nhưng nếu đã nhắc tới, vậy chính là cảnh cáo. Khắp triều đình đại chu đều biết, Mạc Vũ là nữ nhân quyền thế thứ hai trên thế gian này, có được vinh hoa phú quý cùng quyền thế hung thiên khó lòng tưởng tượng, nàng thỉnh thoảng nổi hứng ở giữa mi tâm điểm lên một chút hồng trang, có thể để cho phong trào đã yên lặng mấy trăm năm một lần nữa sống lại, nhưng chính nàng hiểu rõ. Tất cả mọi thứ đều do nương nương ban cho hoặc có thể nói là đồng ý. Một khi nương nương bắt đầu hoài nghi nàng, nàng sẽ mất đi tất cả, sẽ chết không có chỗ chôn. Hôm nay gió tuyết cực kỳ hàng lãnh, bàn tay nàng đỡ nương nương trở nên trắng bệch, đôi môi cũng rất yếu ớt không có một tia huyết sắc trần trường sinh tỉnh lại trên giường trong quốc giáo học viện mặt của hắn vẫn còn tái nhợt đôi môi cũng rất yếu ớt cũng không thấy chút huyết sắc nhưng trên người của hắn khắp nơi đều là máu vai cùng ngực còn có móng ngón tay cũng đều có máu đóng lại cùng với chăn đệm màu trắng đối lập lộ ra vẻ chói mắt kinh khủng vô cùng nhìn nóc nhà hắn trợn tròn mắt trầm mặc không nói cho đến khi năm tức thời gian trôi qua hô hấp dần dần trở nên vững vàng Hắn mới chậm rãi nghiêng người, tay trái chống mép giường, từ từ ngồi dậy. Ở bên giường, hắn lại ngồi năm tức thời gian, đợi tim đập dần dần khôi phục bình thường, đứng dậy đi tới trước gương. Hắn nhìn thiếu niên trong gương cả người là máu, trầm mặc thời gian rất lâu. Mình còn sống, cảm giác như vậy thật sự rất tốt. Đi đến ranh giới sinh tử một lần, sau đó trở về nhân thế, cảm giác như vậy thật sự rất tốt. Trong không gian dưới đất đến cùng đã xảy ra chuyện gì? hắn không nhớ rõ nổi chỉ biết sau khi tinh huy bắt đầu thiêu đốt thần thức của hắn rơi vào trong một cái vực sâu ở trong vực sâu toàn bộ là ngọn lửa đang rực cháy nhiệt độ tỏa ra thật đáng sợ cảm giác bị xé rách kinh khủng và thống khổ khó có thể thừa nhận còn có ngập tràn tuyệt vọng hắn cảm giác mình đã trải qua một giấc mơ nhưng hắn biết đó là sự thật hắn bây giờ còn cảm thấy tinh thần hoảng hốt trong vô thức giơ ống tay áo lên ngửi ngửi trên y phục khắp nơi đều có vết máu mặc dù không ngửi thấy mùi máu gây mũi nhưng đối với một người thích sạch sẽ như hắn bà nói chuyện này thực sự khó chịu hắn nghĩ đây đều là máu của mình nhưng vẫn không thể nhịn nổi cho nên hắn bắt đầu tắm tắm rất nhiều lần mới xác nhận đem toàn bộ máu trên người rửa sạch cầm lấy khăn lông lớn lau chùi bọc nước trên người đi tới trước gương chuẩn bị đem cửa sổ mở ra để một chút không khí trong lành cùng với bông tuyết bay vào lúc đi qua tấm gương hắn bỗng nhiên dừng bước nhìn vào trong gương trong gương vị thiếu niên kia đang cởi trần nhìn rất tầm thường nhưng hắn phát hiện một số điểm không tầm thường trên thế giới này có rất ít người giống như hắn có thể hiểu rõ về thân thể của mình bởi vì bản thân có bệnh hắn từ trước đến giờ rất chú ý những phương diện này hắn nhớ rất rõ trên cánh tay trái của mình có một vết sẹo do sư huynh đốt thuốc giúp mình lỡ tay tạo thành nhưng hiện tại vết sẹo kia đã biến mất cánh tay trái hoàn toàn bóng loáng lúc này hắn mới chú ý da của mình trở nên trơn nhẵn hơn rất nhiều, giống như đứa bé mới sinh. Càng làm cho hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình rõ ràng bị thương cực nặng, nhưng trên người lại không có một vết sẹo nào, ngay cả những vết sẹo cũ có từ hồi trước, cũng đã biến mất toàn bộ, cho dù là vết nhỏ bé nhất cũng không còn. Chẳng lẽ, đây chính là tẩy tủy ư? Từ mùa xuân cho đến hiện tại, từ viên mệnh tinh xa xôi vô cùng kia hấp thụ tinh huy, ở trong quá trình biến đổi thành chân nguyên, có một phần năng lượng đã giúp mình tẩy tủy thành công ư trong lòng của hắn không hề sinh ra cảm giác mừng rỡ vì đã đạt được ước nguyện bởi vì lúc này hắn rất mờ mịt vẫn còn trong giai đoạn tâm thần hoảng hốt hắn nhìn thiếu niên trong gương cao mày nghiêm túc tự hỏi suy tư là chuyện có thể làm cho hầu hết mọi người tỉnh táo thanh tĩnh hắn càng ngày càng thanh tĩnh nhớ lại càng ngày càng nhiều chuyện cho đến cuối cùng hắn cuối cùng đã nhớ ra chính mình trước khi hôn mê hẳn là ở trong không gian dưới đất hàng lãnh, ở trước mặt của Hắc Long tiền bối, làm sao khi tỉnh lại đã trở về quốc giáo học viện. Hắn nhìn khăn lông ướt, lấy tay nhẹ nhàng vuốt vuốt, xác nhận thật sự là nó đang ướt. Hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn về tường thành hoàng cung sâu trong rừng cây, nghĩ thầm từ không gian dưới đất đi ra ngoài chính là một cái hồ nước, nếu như không phải là Hắc Dương nghĩ biện pháp đem mình đưa về quốc giáo học viện, người duy nhất có thể làm được chuyện này. Hẳn là vị trung niên phụ nhân kia, phụ nhân kia rốt cuộc là ai lúc trước trong lòng đất đã xảy ra chuyện gì tại sao mình còn sống chẳng lẽ mình thật sự đã tẩy tủy thành công hắn đứng ở bên cửa sổ trầm mặc thời gian rất lâu cuối cùng quyết định đi trở về bên giường đem toàn bộ chăn vén lên khoanh chân ngồi trên giường nhắm mắt lại bắt đầu tọa chiếu nội quan vực sâu tuyệt vọng kia bắt đầu từ khi hắn tọa chiếu tự quang hiện tại hắn còn sống nhưng không chút do dự thử tọa chiếu tự quang bởi vì cuộc sống đối với hắn cố nhiên trọng yếu phi thường, nhưng hắn không cách nào tiếp nhận cuộc sống hồ đồ không rõ, hắn cần hiểu rõ trạng thái hiện tại của bản thân mình. Thần thức tiến vào thân thể của hắn, bắt đầu dạo chơi lần nữa, nhưng hiện tại đã có kinh nghiệm, loại dạo chơi này không còn là quan sát khắp nơi không mục đích nữa, mà giống như đang dò xét lãnh địa của mình, thời gian không bao lâu, thần thức của hắn đã đi tới cánh đồng tuyết trải dài vạn dặm, ở trên không nhìn xuống mặt đất. Hắn nhắm mắt lại, Long Mi khẽ nháy động, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Hắn rất khẩn trương, rất lo lắng thần thức sẽ như lần trước, trực tiếp rơi vào trên cánh đồng tuyết lần nữa dấy lên một mồi lửa kinh khủng vô vùng. Cho dù ý chí kiên nghị như hắn cũng tuyệt đối không muốn thừa nhận thống khổ như thế một lần nữa. May mắn chính là lần này thần thức của hắn không có rơi xuống, cũng không có biến cố gì phát sinh. Cánh đồng tuyết vạn dặm vẫn là cánh đồng tuyết vạn dặm. Thần thức của hắn chú ý tới trong góc có một phiến cánh đồng tuyết đã tan biến, hóa thành hơn 10 tia nước nhỏ đang chảy, theo phía nam mà chảy tới, trên dòng chảy đang không ngừng tẩm bổ hoang nguyên, chẳng qua là dòng suối này quá nhỏ, hơn nữa do núi non gãy lìa. Căn bản không cách nào tạo thành thủy hệ. Còng chảy này hẳn là chân nguyên, bởi vì kinh mạch của hắn tình huống đặc biệt, không cách nào liên thông lẫn nhau như người tu hành bình thường, vì vậy nó chỉ có thể tồn tại ở một vài khu vực. Trần Trường Sinh mở mắt, bắt đầu suy tư tình huống bây giờ của hắn nhìn như có chút tương tự như lạc lạc trên thực tế lại khác biệt lớn vô cùng chân nguyên trong cơ thể lạc lạc dư thừa chí cực chẳng qua nếu đem kinh mạch của yêu tộc so với nhân loại lại vô cùng đơn giản cho nên rất khó dùng để tu hành công pháp của nhân loại mà chân nguyên của hắn hiện tại ít đến thương cảm hơn nữa kinh mạch đã đứt đoạn muốn tu hành công pháp lại càng khó khăn nhưng giữa hai người tựa như cũng có chút đạo lý tương thông vấn đề về kinh mạch những năm qua hắn một mực suy tư cho nên mới có thể trong mấy tháng thời gian ngắn ngủi giải quyết vấn đề của lạc lạc mà trong quá trình giải quyết vấn đề của lạc lạc trên thực tế cũng là quá trình chuẩn bị để giải quyết vấn đề của hắn hiện tại đối với việc mình tu hành như thế nào hắn đã sớm có sắp xếp đúng vậy hiện tại số lượng chân nguyên trong cơ thể hắn quả thật không nhiều kinh mạch quả thật gãy lìa nhưng không có nghĩa là hắn không thể tu hành hắn đi tới bên cửa sổ nhìn gốc vân tùng bắt mắt nhất cánh rừng ven hồ điều tức chốc lát cầm lấy chui đoạn kiếm một tiếng sang sản thanh minh đoạn kiếm rời vỏ một đạo kiếm ý hình dạng ngưng thực từ cửa sổ lầu 2, hướng về phía bên kia bay đi trung sơn phong vũ kiếm thức thứ nhất khởi thương hoàng nhưng hắn không có phương thức vận hành chân nguyên của trung sơn phong vũ kiếm mà dùng phương pháp mô phỏng mà mình dạy cho lạc lạc đây là lần đầu tiên trần trường sinh sử dụng chân nguyên bắt đầu từ giờ khắc này Hắn có thể tự xưng là người tu hành, hoặc là người tu đạo. Bất luận kẻ nào đã trải qua quá trình như hắn, lúc này hẳn là vui sướng vạn phần, thậm chí kích động đến mức lệ rơi đầy mặt, nhưng hắn lại không, tựa như lúc vừa rồi xác nhận trong cơ thể mình có chân nguyên lưu động, hắn bình tĩnh không giống như một thiếu niên 15 tuổi, mà giống với một tiền bối tu hành 500 tuổi. Bởi vì tu hành cho tới bây giờ không phải mục đích của hắn, mà là thủ đoạn của hắn cũng bởi vì hắn đã từng vô số lần suy đoán cảnh tượng hiện tại, nghĩ đã quá nhiều, cho nên đã sớm trở nên lãnh tĩnh. Theo kiếm ý phá không rời đi, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hừ nhẹ một tiếng, cảm giác có chút thống khổ. Nơi xa Vân Tùng vẫn không nhúc nhích, thạch đài ngoài cửa sổ tan vỡ, vài viên đá giống như mũi tên bắn thẳng vào bên trong nhà, phốc phốc đập vào vách tường, có một viên đã bắn trúng vào cánh tay trái của hắn. Dựa theo phương pháp mà hắn dạy cho lạc lạc, vẫn còn có chút vấn đề, muốn tìm kiếm lối đi mới, quả nhiên không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trần Trường Sinh lắc đầu, xoay người chuẩn bị đi lấy thuốc để băng bó cánh tay trái. Mặc dù chân nguyên yếu ớt, khó lòng địa phát huy uy lực chân chính của Trung Sơn Phong Vũ kiếm, nhưng dù sao cũng là dùng chân nguyên ngự kiếm, viên đá bắn ra, so với uy lực mũi tên bình thường không kém bao nhiêu, có thể dính vào vách tường, tự nhiên có thể dễ dàng làm cho tay hắn bị thương. Sau này phải cẩn thận hơn chút ít hắn ở trong lòng tự nói với mình sau đó hắn phát hiện cánh tay trái của mình căn bản không hề bị thương ngay cả một sợi lông cũng không hao tổn lại không bị thương sao trần trường sinh cảm thấy giật mình nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân vì sao cho dù như chính mình suy đoán tinh huy trong quá trình chuyển đổi thành chân nguyên thuận tiện hoàn thành một lần tẩy tủy cũng không thể để cho cường độ thân thể của mình biến thành kinh người như thế phải biết rằng lực sát thương của tảng đá kia cũng không nhỏ Hắn đem tay đưa đến ngoài cửa sổ, mượn ánh sáng được mặt đất đầy tuyết phản chiếu càng thêm rực rỡ, cẩn thận quan sát tất cả các chi tiết, lúc trước mặc dù hắn biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng cảnh tượng chân nguyên ở trong thân thể đang vận chuyển, hấp dẫn toàn bộ tâm thần của hắn, cho đến lúc này. Hắn mới bắt đầu chân chính quan sát thân thể của mình. Một lát sau, hắn khẽ nhíu mày, trừ da thịt càng thêm căng đầy, càng thêm trắng nõn thì không có gì khác biệt so với trước đây, nhưng lúc này chăm chú điều tra hắn mơ hồ thấy được trong thân thể của mình tựa như tăng thêm một thứ gì đó thứ này tựa như là lực lượng nào đó hoặc như một đạo khí tức hắn đi tới trước gương phát hiện có một chiếc trâm cây trâm này hẳn là vài ngày trước mặt vũ để quên hắn nhặt lên cây trâm nhìn đầu trâm sắc bén suy nghĩ một chút không chút do đâm vào tay của mình hắn có thể rõ ràng cảm giác được trình độ bén nhọn của thứ này có thể cảm nhận được mũi trâm tiếp xúc với da thịt nhưng cảm giác đau nhói bị giảm bớt vô số lần càng không hề bị thương đầu trâm sắc bén không để lại bất cứ dấu vết gì theo lực lượng của hắn dần dần gia tăng đầu trâm truyền đến cảm giác đau nhói càng ngày càng rõ ràng nhưng vẫn không đâm rách da tay của hắn da tay của hắn tựa như đã có biến hóa thần kỳ nào đó theo đầu trầm không ngừng đâm xuống mà lúng xuống nhưng căn bản không có cảm giác bị xé rách giống như là lá sen đang đựng đầy các giọt xương trần trường sinh đặt cây trâm xuống cầm đoản kiếm thử một lần một lát sau, nhìn vết máu trên cánh tay trái rất nổi bật, nhưng cũng không rộng, hắn lần nữa xác nhận thân thể của mình đã xảy ra biến hóa thần kỳ mà chính mình cũng không biết, cường độ tăng lên phạm vi cực lớn, coi như đạo tàng ghi lại cảnh giới tẩy tủy hoàng mỹ, chưa chắc có thể có hiệu quả giống như hắn. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vấn đề này chỉ có thể đi hỏi Hắc Long Tiền Bối. Trần Trường Sinh cảm thụ được trong cơ thể mơ hồ có đạo lực lượng hoặc có thể nói là khí tức kia tồn tại cũng không thể đè nén khốn hoặc trong lòng, cũng không cách nào đè nén tinh lực không biết từ đâu mà đến, đột nhiên tràn đầy. Dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo dày dép, nhảy ra ngoài cửa sổ. Đáy giày đạp lên băng tuyết, sang bằng cỏ vàng, hắn đứng vững thân thể, vẻ mặt có chút mờ mịt. Hắn đang ở gian phòng trên lầu 2, cách mặt đất cũng không cao, coi như bình thời, dựa vào thân thể được lão sư cùng sư huynh dùng thuốc thang chăm sóc, cũng sẽ không bị thương, nhưng tuyệt đối không thể nào dễ dàng như hiện tại, nhẹ nhàng đến như thế. Hắn trầm mặt một lát, thở ra hơi ấm, nhìn về phía chiếc hàng hồ bên cạnh rừng cây, hắn muốn thử một lần nữa. Đầu gối hơi cong, eo phát lực, đạp đi. Sưu. Trong đống tuyết trước lầu xuất hiện một chiếc hố nhỏ, tuyết động cùng vụn cỏ phất phới bay lên. Thân ảnh Trần Trường Sinh đã biến mất. Sau một khắc nghe truyện trên TV Audio CV, hắn xuất hiện tại bên hồ cách hơn 10 trượng gió rét khẽ thổi lá rụng khẽ bay ánh mắt của hắn có chút mờ mịt sắc mặt hơi trắng hắn chưa từng nghĩ đến việc chính mình có tốc độ nhanh như vậy tất cả cũng đến từ chính hắn bỗng nhiên có lực lượng mạnh mẽ hơn vô số lần cùng với cường độ thân thể tăng lên vô số lần lực lượng này từ đâu mà tới đây mới thật là hiệu quả của tẩy tủy sao thoạt nhìn tẩy tủy chính là cách giải thích duy nhất nhưng hắn rất khó có thể tin vào cách giải thích này nghĩ đến lúc trước hắn đi tắm trong lòng có cảm thụ kỳ quái khi máu trên người bị nước rửa trôi đi hắn không khỏi bất an hắn nhảy qua tường viện rời khỏi quốc giáo học viện mượn phong tuyết che chở sau đó đi tới bắc tân kiều tuyết vẫn rất lớn tuyết động trên mặt đất vẫn rất dày hai hàng dấu chân của con người và dấu chân của tuyết ngao bên cạnh giếng cạn đã bị gió tuyết xóa đi hắn nhìn chung quanh xác nhận không có ai chú ý nơi này thị vệ ở nơi xa đang thay ca tung người nhảy vào trong giếng cạn một tiếng vang nhỏ hai chân của hắn chạm vào đất cứng chuyện này làm cho hắn rất giật mình hắn đã chuẩn bị rơi thời gian rất lâu không ngờ tới vừa nhảy xuống đã đi tới đấy chiếc giếng này vốn không có đáy phía dưới là hắc ám gần như thâm uyên nhưng lại vẫn có thể rơi vào không gian dưới đất rơi xuống trước mặt hắc long hiện tại nơi này có đáy giếng đáy giếng là đất vàng phía trên đất vàng là một mảnh tuyết mỏng hắn ngẩng đầu nhìn lên miệng giếng có bông tuyết rơi xuống làm cho hắn phải nheo mắt lại hắn ngồi xuống đo độ dày của tuyết nơi đáy giếng xác nhận miệng giếng này mới bị phong kín chưa tới nửa ngày ngươi không thể làm thế đừng tam thập lục từ trong tay trần trường sinh nắm lấy thái đao nhìn vào mắt của hắn hỏi những ngày gần đây đến phiên trần trường sinh làm nhiệm vụ nấu cơm đừng tam thập lục không thích thức ăn hắn làm vì những thứ này còn chán hơn so với hiên viên phá làm ra chuẩn bị đi vào nhắc nhở hắn thịt xào tiêu nhất định phải cho hạt tiêu, vừa dịp nhìn thấy Trần Trường Sinh cầm lấy thái đao chuẩn bị chặt ngón tay của mình. Trần Trường Sinh biết hắn đã hiểu lầm, nói: "Ngươi cảm thấy ta là loại người như vậy hay sao?" Loại người như vậy? Tự nhiên là loại người không chịu nổi áp lực từ ngoại giới, do đó tự mình hại mình để trốn tránh khiêu chiến, hoặc là loại người không chịu nổi áp lực từ ngoại giới, do đó tinh thần thất thường, muốn rút giao kết thúc cho xong hay hoặc là loại người không chịu nổi áp lực từ ngoại giới đã quên công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ từ trên lầu nhảy xuống ngươi quả thật không phải là loại người ngu xuẩn như vậy nhưng ta rất lo lắng ngươi quá mức tàn nhẫn muốn chặt ngón tay để tỏ rõ quyết tâm đừng tam thập lục trả lại thái đao sau đó nói nếu là thiên tài tẩy tủy viên mãn như chúng ta cũng sẽ không làm cho người ta sinh ra loại hiểu lầm này người tu hành tẩy tủy thành công cường độ thân thể tăng lên rất nhiều muốn dùng thái đao bình thường chặt đứt ngón tay, không phải là không thể nào, chẳng qua sẽ khó khăn hơn nhiều. Tẩy Tủy không sợ thái đao, sao không thấy ngươi hai ngày qua hỗ trợ nấu nướng chút nào? Trần Trường Sinh nhận lấy thái đao, tiếp tục cắt củ cải trắng. Những ngày qua, hắn tới Bắc Tân Kiều hai lần, phát hiện chiếc giếng kia thật sự bị phong kín rồi, hắn chỉ có thể làm quen với biến hóa của thân thể, dùng thái đao chặt vào ngón tay là việc hắn thường xuyên làm chỉ có làm quen với cường độ cùng lực lượng của thân thể mới có thể lợi dụng loại cường độ cùng lực lượng này. Hơn nữa dùng nó để chiến đấu. Đừng Tam Thập Lục lo lắng cho hắn cũng là chuyện rất bình thường bởi vì Đại Triêu Thí sắp đến rồi. Những người tham gia Đại Triêu Thí đã từ khắp nơi trên Đại Lục đi tới Kinh Đô vô số ánh mắt đang quan sát quốc giáo học viện quan sát Trần Trường Sinh là người tuyên bố nhất định phải đạt được thủ bản thủ danh. Mặc dù vẫn nói Chuyện đạt được thủ bản thủ danh là do giáo chủ đại nhân tuyên cáo khắp thế gian bản thân hắn chưa từng tự mình thừa nhận nhưng không có ai để ý tới điểm này bởi vì có hôn ước với từ hữu dung cùng với thanh vân bản cộng thêm với cái tuyên cáo này hắn hiện tại đã trở nên vô cùng nổi danh được tôn sùng đến một vị trí cực cao vấn đề là ở chỗ không ai tin phục hắn nếu như không phải có kim ngọc luật đang ngồi ngoài cửa ngắm phong tuyết uống trà nóng cái viện môn rách nát của quốc giáo học viện chỉ sợ đã sớm bị người ta đạp bằng hắn hiện tại phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Thật ra ta vẫn chưa hiểu, quốc giáo cựu phái cùng các đại thần trung với trần thị hoàng tộc kia, nếu như muốn mượn chuyện quốc giáo học viện phục hưng để khiêu chiến uy quyền của thánh hậu nương nương, so với người tẩy tủy chậm chạp không thể thành công như ngươi, chẳng lẽ ta không phải là đối tượng thích hợp hơn hay sao? Đường tam thập lục cầm chút ít rau cùng với cơm trắng, bỏ thêm ớt và hành vừa bọc lại vừa nói. Trần Trường Sinh đem củ cải đã thái xong bỏ vào trong nồi canh xương, nói ta nghĩ tiểu nhân vật như ta thì sẽ dễ dàng khống chế hơn đừng tam thập lục cắn miếng cơm rất ngon lành nói không rõ lời ta cảm thấy chính bởi vì ngươi cùng từ hữu dung có hôn ước mà chuyện này tương đối quan trọng các thiếu niên của quốc giáo học viện rất rõ ràng chính mình đang sắm vai nhân vật thế nào cho nên mới nói những từ như tiểu nhân vật nhưng chính là loại tâm thái tùy ý này mới cho thấy bọn họ căn bản không cần để tâm đến đại nhân vật nào các đại nhân vật muốn làm cái gì không liên quan tới bọn họ, bọn họ chẳng qua chỉ sống cuộc sống của mình, tham gia đại triêu thí của mình, lấy thủ bản thủ danh của chính mình. Trần Trường Sinh không nói rõ sự biến hóa của thân thể đối với đường tam thập lục, chuyện tinh huy chuyển đổi thành chân nguyên cũng không nói, hắn không cách nào tưởng tượng chính mình lại trải qua một lần thiêu đốt sống không bằng chết. Phiến cánh đồng tuyết này tựa như thời khắc 20 tuổi, biến thành một cái ám ảnh không thể nào thoát khỏi, làm cho hắn cảm thấy khó thở làm thế nào mới có thể bảo đảm phiến cánh đồng tuyết này không bị quấy rầy. Đó chính là đừng đi quấy rầy, đừng đi tọa chiếu tự quan, chính là nghĩ, cũng tốt nhất không nên suy nghĩ, phải chân chính quên lãng hoàn toàn. Nhưng hoàn toàn không muốn nghĩ đến, thật sự rất khó làm được, nhất là mỗi lần nghĩ đến toàn bộ cánh đồng tuyết này cũng là tinh huy ngưng kết, nếu như toàn bộ chỗ đó có thể chuyển đổi thành chân nguyên, vậy sẽ đạt được bao nhiêu? Hắn cảm khái nói, cảm giác có tiền, thật sự rất tốt. Đường Tam Thập Lục nói, ta không có cảm giác gì. Trần Trường Sinh nói, đó là bởi vì ngươi từ nhỏ đã có rất nhiều tiền. Có lẽ vậy. Đường Tam Thập Lục suy nghĩ một chút, thừa nhận điểm này. Trần Trường Sinh lại nói, nhưng cảm giác có tiền mà không dùng được, thật sự không tốt. Đường Tam Thập Lục Thương Hại nói, đúng là một hài tử ở nông thôn, chờ sau khi đại triêu thí chấm dứt, ta dạy cho ngươi biết cách tiêu tiền. Cánh đồng tuyết chính là của để dành vô cùng dồi dào của Trần Trường Sinh, cũng là một đống lương thực đáng sợ, một mồi lửa có thể đốt cháy, hóa thành tro bụi, đồng thời mang theo hắn rời khỏi thế giới này. Trong tình huống như vậy, phàm là những người còn một chút lý trí, cũng sẽ không lựa chọn đi thêm dầu, hoặc là thêm cỏ, nhưng Trần Trường Sinh không nghĩ như vậy, hắn vẫn hàng đêm tỉnh tư minh tưởng, dẫn tinh quan nhập vào cơ thể, hai tay nắm lấy ngọc tinh lạc lạc đưa tới, bên cạnh chất đầy tinh thạch do vấn thủy đường gia gửi tặng lộ ra vẻ không sợ hãi. Người khác có thể không biết tình huống thân thể của hắn, nhìn những hình ảnh này, tự nhiên có chút cảm giác bất đồng, đường tam thập lục bây giờ đối với hắn đã bội phục tới tột đỉnh, nghĩ thầm tẩy tủy thời gian dài như vậy vẫn không thành công, đổi lại bất luận kẻ nào đều đã sớm từ bỏ, người này còn đang kiên trì, ý chí thật là kinh người. Bội phục thì bội phục, nhưng hắn đối với chuyện Trần Trường Sinh ở Đại Triêu Thí đạt được thủ bản thủ danh, đã không còn một chút hy vọng nào người lạc quan đến cỡ nào cũng sẽ giống như hắn. Cho nên hắn trở nên chăm chỉ dị thường. Lời phê bình trên thanh vân bản, lấy Trần Trường Sinh làm gương, chính là nguyên nhân giúp hắn chăm chỉ, càng quan trọng hơn, nếu như Trần Trường Sinh không đạt được thủ bản thủ danh, nhất định sẽ trở thành đối tượng nhạo bán của vạn chúng, hắn là bằng hữu của Trần Trường Sinh, là học sinh của quốc giáo học viện, tất phải làm điều gì đó. Thiên viên phá cũng rất chăm chỉ. Thương thế trên tay đã hoàn toàn bình phục, được trần trường, trường sinh chỉ điểm đang tu hành một môn công pháp thực lực đột nhiên tăng mạnh tinh lực khôi phục vô hạn cho nên đại thụ ven hồ bắt đầu gặp nạn đá xanh cứng rắn cũng tựa như các khối băng trên hồ càng không ngừng vỡ vụn cuộc sống bình tĩnh trong học viện trong một buổi sớm mai bị một chiếc xe ngựa đánh vỡ lúc ấy đường tam thập lục cùng hiên viên phá đang đấu võ mồm trần trường, trường sinh đang trong đống tuyết nói lẩm bẩm không biết đang làm cái gì lúc ấy cuộc đối thoại bên hồ là như thế này đường tam thập lục nhìn cánh tay phải của hiên viên phá lúc này mơ hồ có thể thấy được một lớp lông màu đen cứng như thép hỏi cẩu hùng hiên viên phá nhìn hắn một cái nghĩ hắn không có ác ý nói hùng đường tam thập lục a một tiếng nói quả nhiên là cẩu hùng hiên viên phá nghiêm túc suy nghĩ một chút sự khác biệt giữa cẩu hùng cùng hùng lúc này xác nhận hắn đang chế nhạo mình nói đường tam thập nhị ngươi không phải là người tốt sắc mặt đường tam thập lục trở nên có chút khó coi, nói, ta nói rồi, đừng nên gọi ta là đường tam thập nhị. Hiên viên phá rất kiên trì, đường tam thập nhị, không phải tự ngươi nói ở trên thanh vân bản xếp hạng bao nhiêu thì đổi tên thành như thế hay sao? Đây chỉ là tự khích lệ chính mình. Đường tam thập lục giải thích, đồng thời quyết định đến đại triêu thí nhất định phải liều mạng, tranh thủ thời điểm thanh vân đổi bản có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu. Hiên viên phá nói, ngươi cũng không thích cái tên đường 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 tam thập lục nói, rất giống tên con gái. Ánh mắt hiên viên phá rơi vào trước ngực của hắn, nói, người chua ngoa giống như ngươi, nếu như không phải thời bình, nhìn hình dáng có khi người ta tưởng ngươi là con gái. Nói xong câu đó, hắn khiên cái cây đã gãy nửa đoạn đi về phía phòng bếp, không thèm để ý tới đường tam thập lục. Câu chuyện vô vị này, cuối cùng chấm dứt trong sự thắng lợi của thiếu niên yêu tộc. Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, Trần Trường Sinh đang lướt đi trong đống tuyết không xa hắn đi rất nhanh trong lúc đi lại tựa như có gió tuyết đi theo tự nhiên không phải đang tản bộ cũng không phải đang tiêu cơm là đang tu hành tuy nói có chút mơ hồ nhưng hắn hẳn là đã bước qua cửa ải tẩy tủy trong cơ thể bắt đầu có chân nguyên lưu động chẳng qua vấn đề kinh mạch vẫn không có cách nào giải quyết cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị đối với phương diện này lạc lạc cùng hiên viên phá có tiến bộ chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác vấn đề ở chỗ số lượng chân nguyên của hắn thật sự quá thưa thớt Trước đại triêu thí, lại không dám mạo hiểm đi đốt một mảnh cánh đồng tuyết khác, nếu như hắn muốn chuẩn bị, cần nghĩ chút ít phương pháp khác, tỉ như lợi dụng thân thể của hắn phát sinh dị biến, hắn bây giờ có được lực lượng vượt qua yêu tộc bình thường. Có tốc độ cùng cường độ khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng hắn quyết định đem hy vọng ký thác vào thân pháp, cho nên hắn quyết định tiếp tục nghiên cứu gia thức bộ. Gia thức bộ là bí mật bất truyền của ma tộc, hắn đọc một lượt đạo tàng, đối với thứ này có điều hiểu rõ có thể học thuộc mấy ngàn phương vị, thậm chí đã dạy lạc lạc một chút cách thức đơn giản hóa, ở thanh đằng yến làm khiếp sợ toàn trường, nhưng lúc ấy trên thân kiếm của quan phi bạch không có chân nguyên. Nếu như hắn muốn ở trên đại triêu thí chiến thắng người tu hành, chỉ dựa vào gia thức bộ phiên bản đơn giản hóa còn xa xa không đủ. Trên mặt tuyết, toàn bộ đều là dấu chân của hắn, ở trước lúc lần nữa bị gió tuyết che giấu, tạo thành đủ loại đồ án, có khi đơn giản, có khi phức tạp, nếu như trong bầu trời mây tuyết bay đi, mọi người ngẩng đầu nhìn lên tinh không đại khái có thể tìm được sự liên lạc giữa các đồ án này với vị trí tinh thần trên trời vào lúc này xe ngựa của giáo khu sử đã đến quốc giáo học viện tân giáo sĩ tới bái phỏng trần trường sinh cùng đường tam thập lục cảm thấy hơi bất ngờ đại triêu thí trình tự ghi danh đã sớm làm xong cũng là do tân giáo sĩ hỗ trợ một tay xử lý giáo khu sử thậm chí âm thầm đem tư liệu của những người ghi danh tặng một phần cho quốc giáo học viện theo đạo lý mà nói việc cũng làm xong, đại triêu thí sắp sửa bắt đầu. Hắn còn tới quốc giáo học viện để làm gì? Chẳng lẽ không sợ gặp phải chút ít điều tiếng hay sao? Kim Ngọc Luật bưng bình trà, nhìn hai tên thiếu niên lắc đầu, nghĩ thầm quả nhiên đều là mấy đứa trẻ ngoan, loại chuyện này mà cũng không hiểu. Tân giáo sĩ nói rõ ý của mình, thì ra trong tư liệu ghi danh còn có thiếu sót, cần Trần Trường Sinh lấy ra danh sách cùng con dấu để xác nhận lại. Xong xuôi chuyện này, tân giáo sĩ cũng không lập tức rời đi trần trường sinh để cho hiên viên phá bưng tới một chén trà ngon để bày tỏ cảm tạ tân giáo sĩ bưng trà nhưng không uống đi ra khỏi tàn thư quán đứng ở trong đống tuyết bên hồ nhìn bờ bên kia bỗng nhiên nói một câu nói muốn tới được bờ bên kia thật sự cần vô thượng trí tuệ a hắn cảm khái xong đem trà trả về trong tay hiên viên phá nhìn mọi người cười cười sau đó ngồi xe ngựa rời khỏi quốc giáo học viện trần trường sinh ba người cảm thấy hồ đồ không biết tân giáo sĩ làm thế là có ý gì bờ bên kia là cách nói của phật tông phật tông đã sớm suy bại vạn năm rất ít được người ta nhắc tới những lời này thuần túy là tân giáo sĩ cảm khái hay là có thâm ý gì người này làm sao bỗng nhiên biểu đạt ưu tư như vậy đường tam thập lục nói kim ngọc luật cũng không nhịn được nữa mắng ngu ngốc lộ đề rõ ràng như vậy còn không hiểu được a à, Kiên viên phá há hốc mồm, nghĩ thầm đề ở chỗ nào. Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm đại nhân vật làm việc thật sự không minh bạch, chuyện trọng yếu như vậy chẳng lẽ không có thể nói rõ ràng hơn một chút hay sao. Đại Triêu Thí chia làm ba tràng văn thí, vũ thí cùng với đối chiến, giáo khu sử cố tình chiếu cố quốc giáo học viện, cơ bản cũng là rơi vào trên người Trần Trường Sinh, dựa theo tình huống cụ thể của hắn, văn thí hoàn toàn không cần lo lắng, đối chiến dựa vào thực lực. Không có đề mục gì. Như vậy tân giáo sĩ đặc biệt tới lộ đề chính là nhằm vào Vũ thí. Vượt qua hồ nước. đường Tam thập lục đi tới ven hồ, đứng ở trên viên đá bị Hiên Viên phá đánh nát, nhìn bờ bên kia cách hơn 10 trượng, có chút không giải thích được, nói, chuyện này rất đơn giản a. À? Ta tự mình vượt qua thì thật khó khăn. Hiên Viên phá quay đầu nhìn sang Trần Trường Sinh, nói, nhưng muốn ta đem tảng đá ném tới bờ bên kia, rất đơn giản. Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của hắn, không nói tiếp, trầm mặt một lát sau nói, ta phải thử nghĩ cách. Hiên viên phá đánh ngã gốc cây kia quá to, rất khó chẻ thành củi. Kim Ngọc Luật đột nhiên nổi hứng, đem nửa đoạn cây này đốt cháy, sau đó đem một con hưu đen lạc lạc từ ly cung đưa tới treo ở phía trên, ăn hưu nướng quả thật rất khí phách, mở chảy ra dàn dụa, quốc giáo học viện nhanh chóng bị mùi thịt bao phủ. Hiên viên phá đứng bên cạnh hươu nướng chờ thịt hưu chín, con mắt cũng không nháy chút nào, đường tam thập lục một tay cầm đao, một tay cầm đĩa, cổ họng thỉnh thoảng động mấy cái, chỉ có Trần Trường Sinh không có ở bên cạnh đống lửa, cho dù đại triêu thí sắp đến, hắn cũng không có chút buông lỏng nào, nghiêm khắc thực hiện nguyên tắc của mình. Thức ăn không tốt cho sức khỏe như thịt nướng, làm sao có thể ăn? Hắn còn đang lướt nhanh trên đống tuyết ven hồ, mượn trí nhớ, đem ra thức bộ bộ pháp biến thành bản năng của mình, tân giáo sĩ tiết lộ cái đề kia, đối với hắn mà nói cũng không khó, Hắn hiện tại có ít nhất 3 phương pháp có thể vượt qua hồ, chẳng qua là làm vậy sẽ bại lộ lai lịch của hắn, bất lợi đối với đối chiến cuối cùng. Cho nên hắn còn đang suy nghĩ phương pháp khác. Không biết qua thời gian bao lâu, thịt hưu nướng đã chín, hiên viên phá ở trong đống tuyết bờ bên kia gọi hắn mấy tiếng, hắn khoát tay áo, tỏ vẻ chính mình thật sự không muốn ăn. Sau đó nhìn thấy hiên viên phá bắt đầu dùng tay xé thịt, đường tam thập lục bắt đầu dùng đao cắt thịt, kim ngọc lục lấy ra một bình rượu ngon lại không chịu chia cho hai tên thiếu niên. Trần Trường Sinh lắc đầu, nghĩ thầm rượu thịt mấy thứ này có gì tốt chứ. Bất quá, lười bò quả thật ăn rất ngon, nghĩ tới những chuyện này, hắn leo lên đại dông thụ, đứng ở trên chạc cây, nhìn nóc nhà trong kinh đô phủ đầy tuyết trắng, chống thắt lưng trầm mặt thời gian rất lâu. Phía ngoài kinh đô, lúc này hẳn là đã thành cánh đồng tuyết vạn dặm. Trong thân thể của hắn cũng có cánh đồng tuyết vạn dặm. Có thể ngay dưới lòng bàn tay của hắn. Cánh đồng tuyết này đều là tinh huy, lúc nào cũng có thể chuyển đổi thành vô số chân nguyên. Mặc dù hiện tại hắn không dám đi đụng vào tinh huy, nhưng biết được tinh huy tồn tại, để cho hắn an tâm hơn rất nhiều. Hắn hiện tại tựa như một quý công tử có vô số gia tài, trên người chỉ còn lại có vài đồng bạc, cũng không dám mở túi sách đang chứa 10 vạn lượng ngân phiếu, bởi vì trong túi còn có một con ác ma, khi ngươi mở túi ra, con ác ma này cũng sẽ đồng thời xuất hiện. Nếu là người bình thường Đặt trong tình cảnh này, chỉ sợ đã sớm nổi điên, nhưng hắn lại rất bình tĩnh. Có, vốn dĩ là tốt hơn không? Thắt lưng mang 10 vạn quan tiền, cho dù không thể tiêu dùng, cũng là chuyện đáng để cao hứng. Hắn đứng ở trên nhánh cây, nhìn kinh đô trong tuyết, rất vui vẻ. Chẳng qua là giếng cạn ở Bắc Tân Kiều đã bị phong lại, làm cho hắn có chút lo lắng. Đúng lúc này, tuyết vân xa xa bỗng nhiên có một đoạn khói trắng. Mà phía trước đoạn khói này, là một con hạt toàn thân trắng noãn. Mấy tiếng hạt kêu trong trẻo vang lên, bạch hạt vỗ đôi cánh như tuyết, đáp xuống nhánh cây, làm cho nhánh cây khẽ trầm xuống. Nó từ trường sinh tông phía nam trở về, mang đến hồi âm của từ hữu dung. Trần trường sinh nhớ rõ lá thư mà chính mình tự tay viết cho từ hữu dung, đã là chuyện thật lâu về trước, có chút khó hiểu là tại sao đối phương đợi thời gian dài như thế mới hồi âm, lại có chút ngạc nhiên, nàng sẽ nói gì ở trong thư, vẫn là không nên hiểu lầm, hoặc là tự giải quyết cho tốt, hay cho mình một tấm ngân phiếu. Được rồi, hắn thừa nhận ý tưởng cuối cùng thật sự hơi ác ý, nàng sẽ không làm những chuyện như vậy. Từ trên người bạch hạt gỡ xuống lá thư, hắn mở ra bắt đầu đọc, sau đó trầm mặt rất lâu. Trong thư, từ hữu dung có nhắc tới thanh đằng yến, cũng tỏ vẻ chúc mừng hắn, nhắc tới đại triêu thí, cũng tỏ vẻ chúc phúc cho hắn, còn nói năm nay vì nam khê trai có chút chuyện cần phải làm, cho nên nàng sẽ không về kinh đô tham gia đại triêu thí. Trần Trường Sinh trong phong thư trước có nhắc tới yêu cầu muốn gặp mặt nói chuyện một lần. Nàng lại không có cách nào thỏa mãn. Cuối cùng nàng nhắc tới Bạch Hạc, hỏi hắn cuối cùng đã làm điều gì, lại để cho Bạch Hạc thân cận đối với hắn như thế, còn nói không nên hiểu lầm, nàng chẳng qua chỉ tò mò đối với chuyện này, cũng không có ý tứ gì khác, còn nghe nói ngươi muốn đạt được đại triêu thí thủ bản thủ danh, đối với chuyện này nàng không có đánh giá gì chỉ mong hắn tự giải quyết cho tốt. Rất tốt. Không nên hiểu lầm, tự giải quyết cho tốt. Hai câu đều có. Trần Trường Sinh lắc đầu, đem lá thư vo lại thành một nắm, chuẩn bị ném vào trong khe băng dưới tàn cây do Hiên Viên phá đập ra, không ngờ Bạch Hạc nhìn hắn rất chăm chú, hắn không thể làm gì khác đành phải đem nắm giấy đút vào trong ngực. Nghĩ tới những chuyện từ hữu dung hỏi ở trong thư, hắn sinh ra rất nhiều cảm kích đối với Bạch Hạc, thân mật vuốt ve cổ của nó hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện nói với bạch hạc người có thể ở lại kinh đô thêm mấy ngày hay không mùa đông vừa qua đi xuân ý còn chưa thực sự trở về đại địa đường phố kinh đô khắp nơi đều thấy cành mai không phải hoa đào trên nhánh cây cũng chỉ mới có vài nhánh lộc non căn bản chưa phát triển thành lá tựa như sáng sớm thường xuyên có sương mù thế giới còn mờ mờ ảo ảo đại triều thí bắt đầu thiên thư lăng ở tại kinh đô kinh đô chính là trung tâm của đại chu cũng là trung tâm của thế giới loài người, thậm chí có thể nói là trung tâm đại lục, vô luận các thế lực phía Nam, hay là yêu tộc kết minh với nhân loại, cũng không thể không thừa nhận địa vị chánh thống của Vương Triều Đại Chu tại Trung Nguyên. Trong nhiều vấn đề lợi ích cũng có rất nhiều nhượng bộ. Chỉ có người thông qua Đại Triêu Thí cùng với một số đặc biệt tồn tại, mới có được tư cách để vào Thiên Thư Lăng Ngộ Đạo, cho nên Đại Triêu Thí là hoạt động rất quan trọng trên thế gian, so với chữ thạch đại hội 3 năm hoặc 5 năm mới có thể cử hành một lần, càng thêm trọng yếu. Năm nay đại triều thí vẫn cử hành ở Ly Cung, thời điểm sáng sớm, trước cột đá của Ly Cung, đã có ngàn vạn dân chúng tụ tập, có người bán trái cây giải khác, có người bán bánh hấp thịt để ăn, cũng có người bán ghế, cẩn thận quan sát hẳn là các quán nước là nhiều nhất, dân chúng kinh đô hàng năm đều có thể xem đại triêu thí một lần. Biết rõ quy củ, phần lớn mọi người vẫn đang ở nhà, dân chúng hiện tại tụ lại phần lớn cũng là người du lịch đến từ các nơi trên đại lục, có thể tưởng tượng đương đại triêu thí chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đi tới ngoài ly cung, cảnh tượng nơi đây sẽ náo nhiệt tới cỡ nào. Các học sinh tham gia đại triêu thí tự nhiên phải tới sớm hơn dân chúng tới xem náo nhiệt. Trước cột đá ở ly cung có một khu vực khoảng nghìn trượng được cách ly ra, bên trong đã có nhiều loại xe cộ ở đó, trong nắng sớm mờ mờ, lão sư của các học viện hướng về phía học sinh nhắc nhở lần cuối, còn có chút học sinh đang nhắm mắt dưỡng thần đem khu vực này cách ly khỏi khu vực dân chúng náo nhiệt là một mảnh vải dài màu vàng theo đạo lý mà nói tấm vải này không thể nào ngăn cản được các dân chúng nhiệt tình càng không thể ngăn trở đám người bán hàng trong bản năng cướp đoạt địa bàn nhưng rất kỳ quái chính là vô lượng dân chúng hay là người bán hàng trong tuyệt đối không có ai dám bước qua mảnh vải này nửa bước bởi vì ít cũng có trăm tên quan viên cùng cấm quân vẽ mặt nghiêm túc đứng ở bên ngoài mảnh vải càng là bởi vì cuối mảnh vải này có một cổ xe màu đen do tê ngưu kéo trên đại lục tất cả mọi người đều biết trên thế giới này chỉ có một chiếc xe do ht kéo bên trong chiếc xe này vĩnh viễn chỉ có một người thanh lại ti chu thông đại nhân các học sinh phía nam đến sớm nhất trường sinh tông tất cả môn nhân đều tới cẩu hàng thực cùng với ly sơn tứ tử đứng ở phía đầu ánh mắt yên tĩnh phản phất hôm nay chỉ là một ngày bình thường nắng sớm chiếu rọi vào trên mặt bọn hắn gió sớm nhẹ phẩy tay áo của bọn hắn thông dông bình tĩnh khó nói thành lời không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt thánh nữ phong hạ hạt các tông phái đều có người tới vị tiểu sư muội của từ giảng tự từng bị đường tam thập lục mắng mà khóc kia cũng đứng trong đám người nhìn cung điện ly cung trong nắng sớm trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt tràn ngập lo lắng cùng ngơ ngẩn một vị sư tỷ vuốt ve đầu của nàng mỉm cười nói mấy câu gì đó một thiếu nữ mặc phục sức ngoại môn của nam khê trai khẽ cau mày tựa như thừa nhận áp lực rất lớn nam khê trai chia làm hai môn nội ngoại nội môn chỉ có một mình từ hữu dung nhân số ngoại môn lại không ít nàng được sư môn chọn lựa tới tham gia đại triêu thí tự nhiên muốn gánh vác trách nhiệm trên người phía nam vong xuyên tông phái nhiều khó có thể đếm hết phần lớn có thể phân ra thuộc về trường sinh tông cùng thánh nữ phong lưỡng hệ lưỡng hệ này đều thuộc về giáo phái phía nam cũng có thể coi như đồng môn với nhau nam nữ trẻ tuổi đứng cùng một chỗ thỉnh thoảng nhỏ giọng thì thầm Tâm tình bất an vì đang ở nơi đất khách cùng với cuộc thi đã đến gần trước mắt, cũng được hòa tan đi rất nhiều. Duy chỉ có mấy nam tử trẻ tuổi mặc trường sam bằng bông, đứng ở địa phương tương đối xa xôi, các thư sinh tuổi trẻ này đều đến từ hòe viện trong truyền thuyết. So với các học sinh phía nam, kinh đô các viện, cùng với các học sinh trẻ tuổi thông qua đại triêu thí dự khoa khảo thí, đều đứng ở mặt đông của quảng trường, cách ánh sáng mặt trời gần hơn chút ít, lại có thể bớt thừa nhận chút ít gió tây hàng lãnh, vị trí dĩ nhiên tốt hơn rất nhiều, nhân số cũng nhiều hơn nơi khác, nhìn một mảnh đông nghẹt, căn bản không thể đếm xem có bao nhiêu người. Trang Hoán Vũ vẻ mặt hờ hững đứng phía trước các học sinh Thiên Đạo Viện, vị trí của Thiên Đạo Viện lại ở phía trước của mọi người, sau đó chính là Trích Tinh Học Viện, Tông Tự Sở và Thanh Đằng Chư Viện, không khí an tĩnh, các thiếu nữ thanh diệu thập tam ti liếu triếu nói chuyện không ngừng làm cho người ta không thể không chú ý sau cùng còn lại là các học sinh bình thường thông qua dự khoa khảo thí. Đại triêu thí cuối cùng chỉ lấy tam giáp, được xem trọng đương nhiên là đệ tử của những học viện kia và các tông phái lớn. Tỷ như thiên đạo viện trang hoán vũ, ly cung phụ viện tô Mặc ngu, trích tinh học viện hai vị hiệu ý thiếu niên, thanh diệu thập tam ti một vị sư tỷ. Những năm qua, tông phái phía nam ở thế hệ trẻ có rất nhiều nổi bật, tự nhiên càng được chú ý hơn, ly sơn kiếm tông tứ tử, các thư sinh trẻ tuổi của hòe viện, được một số người coi như đương nhiên có thể tiến vào trong tam giác. Mà mọi người quan tâm nhất, chính là ai có thể đạt được thủ bản. Cũng như lịch sử tu hành của nhân loại, đại triêu thí cũng chia ra thành đại niên cùng tiểu niên, năm nay rất rõ ràng là đại niên, cạnh tranh kịch liệt vô cùng, phải biết rằng thủ bản thủ danh đại triêu thí năm ngoái chính là thần quốc thất luật đệ tam luật, nhưng nếu như hắn tới tham gia đại triêu thí năm nay, chỉ sợ ngay cả thủ bản cũng khó có thể tiến vào. Năm nay, Thần quốc thất luật có những bốn người, hòe viện cũng có bốn người, thánh nữ phong cũng phái ra nữ đệ tử có tiềm chất cao nhất. Về phía kinh đô, kiêu ngạo như Trang Hoáng Vũ cũng quyết định không chờ đợi nữa, còn có cường giả như Thiên Hải Thắng Tuyết cũng quyết định không chờ đợi thêm nữa. Muốn ở trong đại triêu thí năm nay tỏa ánh hào quang. Chỉ có người tu hành tuổi trẻ của yêu tộc, không biết có phải là bởi nguyên nhân lạc lạc điện hạ đang ở kinh đô, không có phái người tới tham gia đại triêu thí năm nay hay không, dĩ nhiên nơi đây không có tính tới vị thiếu niên thật thà chất phát đang ở quốc giáo học viện kia. Thiên hải thắng tuyết trước kia chưa từng tham gia đại triêu thí, là bởi vì lúc ấy hắn còn chưa thông u, không có lòng tin chiến thắng Thu Sơn Quân trong truyền thuyết, đạt được thủ bản thủ danh. Đúng vậy, Thu Sơn Quân không tham gia đại triêu thí, hắn đã không có bất kỳ hứng thú gì đối với đại triêu thí nữa, trang hoán vũ cũng giống như thế, hòe viện mấy thư sinh kia cũng có thể bởi vì nguyên nhân đồng dạng, cho đến năm nay mới đi đến Kinh Đô đại lục tất cả thiên tài tuổi trẻ kiêu ngạo mục tiêu của bọn họ vẫn luôn là thu sơn quân đáng tiếc năm nay thu sơn quân vẫn không xuất hiện nhưng bọn hắn đã không có cách nào chờ đợi thêm nữa thiên thư lăng ở nơi đó chờ đợi bọn hắn mấy năm nếu không bước vào thiên thư lăng ngộ đạo rất có thể sẽ ảnh hưởng đến con đường tu hành của bọn họ nếu thu sơn quân không tham gia đại triều thí năm nay trong suy nghĩ của rất nhiều người người có hy vọng đạt được thủ bản thủ danh đại triều thí năm nay có hai cái Cẩu hàng thực cùng Thiên Hải thắng Tuyết, tỷ lệ đặt cược các sòng bạc lớn trên đại lục cũng cho rằng như thế, mấy tên thư sinh trẻ tuổi của Hoè viện cùng với Trang Hoáng Vũ thì được coi trọng có thể có tên trong thủ bản. Cái tên gần đây nhất được nhắc đến khắp nơi, bị một số người cố ý quên lãng, mà đàm luận đại triêu thí tiền cảnh, mọi người cũng rất ít nhắc tới gian học viện này. Tựa như chứng minh thái độ của mọi người là chính xác, các sòng bạc lớn đưa ra danh sách tỷ lệ đặt cược của đại triêu thí cái tên này thủy chung xếp hạng cuối cùng, tỷ lệ đặt cược cao không thể tưởng tượng nổi, chẳng qua không biết tại sao, đêm hôm qua, danh sách tỷ lệ đặt cược đại triêu thí thủ bản thủ danh xảy ra ba động kịch liệt. Tỷ lệ đặt cược của cái tên này không ngừng giảm xuống, cuối cùng lại đứng đến vị trí thứ tư. Đại triêu thí năm nay có các cường giả tụ tập, có thể nói là một lần cạnh tranh kịch liệt nhất trong 10 năm qua, hơn nữa có vô số đề tài câu chuyện, tỉ như gian học viện này cùng với người kia, nhưng vẫn còn có chút tiếc nuối. Vạn chúng chú mục chính là Thu Sơn Quân cùng từ Hữu Dung vẫn không tới tham gia, thế nhân đều biết bọn họ tuyệt đối có tư cách tùy ý tiến vào thiên thư lăng ngộ đạo, nhưng nếu như bọn họ cũng tới tham gia, năm nay sẽ cực kỳ rung động. Không ai biết, tại sao Thu Sơn Quân không tham gia đại triêu thí năm nay, ngay cả các sư đệ cùng hắn thân cận nhất như cẩu hàng thực cũng không biết. Theo đạo lý mà nói, dựa vào thực lực cảnh giới của hắn, đại triều thí mấy lần trước cũng nên tham gia, trước kia mọi người vẫn cho rằng hắn muốn chờ đợi cùng sư muội từ hữu dung cùng nhau vào thiên thư lăng tham tường ngộ đạo mọi người vốn tưởng rằng từ hữu dung cũng sẽ tham gia đại triêu thí năm nay không ngờ lại không tới có phải vì vậy cho nên thu sơn quân cũng không tới tại sao từ hữu dung không đến bởi vì thanh đằng yến cầu hôn hay là bởi vì tổ phụ đã thay nàng định ra hôn ước kia đúng lúc này một chiếc xe ngựa đi qua mảnh vải màu vàng đi tới quảng trường trong đám người trước ly cung vang lên tiếng nghị luận có người nhận ra thân phận của những người từ trên xe bước xuống thiếu niên đi ở phía sau cùng chính là trần trường sinh gần đây để cho kinh đô mưa gió bất an thiếu niên kia nhìn bình thường như thế lại chính là vị hôn phu của từ hữu dung sao chính là thiếu niên này muốn đạt được đại triêu thí thủ bản thủ danh vô số ánh mắt rơi vào trên người trần trường sinh hắn tựa như không hề phát hiện dựa theo quy trình mà tân giáo sĩ lúc trước đã nói cho mình cầm lấy danh sách cùng văn thư liên quan tới ghi danh, sau đó đứng ở vị trí được phân chia cho quốc giáo học viện. Đại triêu thí các loại công vụ đều do giáo khu sử chịu trách nhiệm xử lý, vị trí tự nhiên cũng là do giáo khu sử sắp xếp. Vị trí của quốc giáo học viện là ở chỗ trước nhất. So với thiên đạo viện còn cao hơn. Đón ánh sáng mặt trời, vô cùng bắt mắt. Vô luận là dân chúng đang xem náo nhiệt hay là các học sinh phía nam phía đối diện, có thể rất dễ dàng nhìn thấy bọn họ. Vạn chúng chú ý, rất là dễ dàng. Nơi này xuất hiện an tĩnh trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn về ba tên thiếu niên của quốc giáo học viện. Sau đó, ầm một tiếng, vô số tiếng nghị luận vang lên. Nghe nói thiếu niên kia còn chưa tẩy tủy thành công, lại muốn đạt được thủ bản thủ danh. Đây chẳng phải trò cười hay sao? Người tuổi trẻ kia chính là vấn thủy đường gia độc tôn ư đường lão thái gia ở trên người hắn đã tốn biết bao nhiêu tiền. Người kia trông cực kỳ hoang dã là ai? Mới 13 tuổi. Thì ra là tên ngốc của yêu tộc. Vị trí của quốc giáo học viện được sắp xếp ở phía trước nhất. Người tức giận nhất tự nhiên là các học sinh thiên đạo viện. Kể từ sau khi quốc giáo học viện đổ nát hơn 10 năm trước, thiên đạo viện chính là lãnh tụ của thanh đằng chư viện. Ai ngờ được cái vị trí này, năm nay cư nhiên bị quốc giáo học viện cướp đoạt. Trang Hoán Vũ không nói gì, mà một học sinh thiên đạo viện trách mắng, hôm nay cũng đến chậm sao? Đường Tam Thập Lục hôm nay cố ý sửa sang trang phục, thanh sam bồng bềnh, đai ngọc thắt lưng, tay cầm quạt giấy, mặt không chút thay đổi, lãnh nạo khó diễn tả thành lời. Hắn không thèm để ý tới vị đồng học cũ kia, nhẹ lay động quạt giấy đang cảm giác tiêu sái, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng nấc. Hắn có chút căm tức xoay người sang chỗ khác, dùng quạt che, nhìn Hiên Viên Phá nói, đã nói ngươi đừng ăn nhiều như vậy. Ngươi lại không nghe, thịt hưu thừa có gì ngon chứ? Hiên Viên phá phút phút ngực, có chút ngượng ngùng nói, nghe nói đại triêu thí có đôi khi phải thi ba ngày ba đêm, còn không cho đồ ăn, thật là đáng sợ, hơn nữa, mấy ngày qua trời lạnh lẽo, thịt hưu mới để hai ngày, có để thêm ba ngày cũng không thể hỏng được không phải sao? Lãng phí đồ ăn không tốt chút nào. Nghe đoạn đối thoại này, những học sinh bên cạnh sắc mặt biến hóa đủ loại. Đại triêu thí sắp tới, hai người của quốc giáo học viện lại còn có tâm tư thảo luận những chuyện này trần trường sinh không có tâm tư thảo luận những điều này lúc này bị vô số người quan sát hắn cảm thấy có chút cô đơn hắn muốn trở về tây trữ trấn mà hắn lúc này đặc biệt nhạy cảm đối với ánh mắt hắn phát hiện có người không nhìn mình đó là một thiếu niên người thiếu niên kia đứng trong đội ngũ của trích tinh học viện nhưng không mặc viện phục cực kỳ giống quân phục của trích tinh học viện khí trời lạnh lẽo như thế thiếu niên kia chỉ mặc một chiếc áo mỏng thậm chí còn đem tay áo cuốn lên cánh tay lộ ra trong gió rét lúc này tất cả mọi người trước ly cung đang nhìn trần trường sinh thiếu niên kia lại nhìn ánh sáng mặt trời phương xa đang muốn nhô ra khỏi đường chân trời trong biển người thiếu niên kia thật là cô đơn trần trường sinh đột nhiên cảm giác được thiếu niên kia là loại người rất giống mình tên thiếu niên kia có chút gầy nhưng tuyệt đối không yếu quần áo mỏng manh tựa như ẩn giấu rất nhiều lực lượng. Hắn hiếp mắt, nhìn ánh sáng mặt trời mới ló từ phía đông, có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi, không dám tiếp cận, cho nên có chút cố ý lãnh đạm, tựa như thái độ của Trần Trường Sinh đối với nhân gian phồn hoa. Ánh sáng mặt trời dần dần rực rỡ, vượt qua lớp mây mỏng phía cuối chân trời, rốt cục xuất hiện trước mắt mọi người. Mọi người vẫn nhìn Trần Trường Sinh, nghị luận xôn xao, nghe nói hắn tẩy tủy còn không thể thành công, làm sao có thể đạt được đại triêu thí thủ bản thủ danh cậu hàng thực khẽ nhíu mi cảm thấy trần trường sinh hôm nay không giống với lúc trên thần đạo nhưng cũng không nhận ra được biến hóa chỗ nào mao thu vũ tự nhiên sẽ không đứng cùng các thầy trò bình thường ngồi ở trên quan tịch đài của ly cung hắn nhìn trần trường sinh phía xa trong lòng nghĩ đã tẩy tủy thành công nhưng làm sao cảm giác có chút kỳ quái trần trường sinh đang muốn hỏi xem đường tam thập lục có thể nhận ra vị thiếu niên cô độc trong đội ngũ của trích tinh học viện hay không thì tân giáo sĩ đã tới bên cạnh nhất định phải chiến thắng a tân giáo sĩ vỗ vỗ vai của hắn lời nói cực kỳ thành khẩn trần trường sinh cảm thấy khó hiểu vài ngày trước tân giáo sĩ cũng tới quốc giáo học viện mấy lần nhưng chưa từng nói những lời như vậy chỉ muốn giúp hắn giảm bớt áp lực vì sao hôm nay cuộc thi đã ngay trước mắt hắn lại nói như thế ta đã đem toàn bộ gia sản cược cho ngươi thắng. Tân giáo sĩ nhìn hắn nói, nếu như hôm nay ngươi không đạt được thủ bản thủ danh, ngày mai nhớ tới lạc thủy nhặt xác cho ta. Trong cuộc diện trước mắt, nếu như Trần Trường Sinh không đạt được thủ bản thủ danh, người bị ảnh hưởng lớn nhất cũng không phải là quốc giáo học viện, mà là giáo khu sử sau lưng quốc giáo học viện. Nếu giáo khu sử không thể chống đỡ nổi, tân giáo sĩ tự nhiên mất hết tiền đồ. Đã như vậy, hắn dùng toàn bộ gia sản đặt cược Trần Trường Sinh thắng, là chuyện rất có đạo lý. Trần Trường Sinh không biết nên nói điều gì, đường Tam Thập Lục nói, khó trách đêm hôm qua tỷ lệ đặt cược đã thay đổi lớn đến vậy. Các hoạt động liên quan đến tiền, vấn thủy đường gia từ trước đến giờ chưa bao giờ chậm chân, mặc dù có thể không cần món tiền nhỏ như cuộc cá cược ở đại triêu thí này, nhưng nắm bắt tình hình tương đối rõ ràng. Tân giáo sĩ nói, nếu như chỉ có chút gia sản của ta, làm sao có thể ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ đặt cược như vậy? bọn họ nhìn về quan tịch đài của ly cung nhìn về chỗ dựa lớn nhất của quốc giáo học viện ở nơi đó giáo chủ đại nhân mai lý sa hít mắt căn bản không thể nhận ra là đang ngủ hay đang thức không ai biết hắn đã đem bao nhiêu tiền đặt cược trên người của trần trường sinh giống như trước không ai biết mạc vũ ngồi bên cạnh hắn lại cũng đặt bao nhiêu tiền trên người trần trường sinh đúng vậy mạc vũ cô nương cho rằng trần trường sinh có thể đạt được thủ bản thủ danh mặc dù không có bất kỳ đạo lý nào nhưng không hiểu sao, nàng cảm thấy hắn có thể làm được. Đại triêu thí chia ra thành ba tràng văn thí, vũ thí cùng với đối chiến, không có thứ tự trước sau, hàng năm tạm thời quyết định. Năm nay đại triêu thí cử hành đầu tiên chính là văn thí, năm ngày trước sau khi quy trình được công bố, rất nhiều người đều cho rằng đây là giáo khu sử chiếu cố cho quốc giáo học viện, nói đúng ra là chiếu cố trần trường sinh. Văn thí sẽ cử hành ở chiêu văn điện của Ly Cung, trước khi bắt đầu còn có chút thời gian, tân giáo sĩ hạ giọng tranh thủ thời gian giới thiệu cho ba tên thiếu niên quốc giáo học viện cuộc thi hôm nay sẽ là liên thí sau văn thí sẽ lập tức tới vũ thí thành tích văn thí dù có tốt thế nào không vượt qua được vũ thí thì sẽ không được bước vào đối chiến cuối cùng không có chút thành tích nào hiên viên phá gật đầu nghĩ thầm chỉ có thể làm như vậy trần trường sinh biết đường tam thập lục cũng đang nhắc nhở chính mình không muốn tốn quá nhiều thời gian vào văn thí hắn có thể thông qua vũ thí hay không là chuyện đáng lo lắng nhất, còn về thành tích của văn thí, không có ai lo lắng. Nhìn ánh mắt mọi người trước chiêu văn điện cũng biết điều đó. Rất nhiều người lúc này vẫn đang quan sát Trần Trường Sinh, chẳng qua không giống như lúc trước, ánh mắt không có chất vấn hay là cười nhạo, chỉ có mơ hồ ghen tị hoặc là phức tạp bội phục. Trải qua trận chiến của quốc giáo học viện cùng Ly Sơn Kiếm Tông ở Thanh Đằng Yến, lại có lúc Thanh Vân Bản đổi bản thiên cơ các phê bình làm chứng, không có ai nghi ngờ năng lực của trần trường sinh ở phương diện học thức mọi người khiếp sợ phát hiện sau cẩu hàng thực thế hệ trẻ lại xuất hiện một cái quái vật đọc một lượt đạo tàng không ai tin tưởng trần trường sinh có thể đạt được thủ bản thủ danh nhưng tất cả mọi người thừa nhận ở trong văn thí hắn tuyệt đối có năng lực khởi xướng khiêu chiến với cẩu hàng thực đạt được vị trí cao nhất đại lục các sòng bạc lớn đưa ra tỷ lệ đặt cược của văn thí cũng đã chứng minh điểm này tỷ lệ đặt cược hiện tại của hắn chỉ xếp sau cẩu hàng thực đứng vị trí thứ hai tiếng chung thứ hai vang lên thí sinh vào bàn chiêu văn điện thật lớn mấy chục cánh cửa đồng thời mở ra dưới ánh mắt như chim ưng của quốc giáo giáo sĩ cùng thanh lại ti quan viên mấy trăm người trẻ tuổi nối đuôi nhau mà vào không biết sau đó ai sẽ hóa thân thành rồng ai sẽ bơi vào cái rổ cá của đại chu triều mà ai sẽ thê thảm bị chim ưng bắt ra khỏi nước tỉnh âm trận được mở ra chiêu văn điện buông xuống rèm che chỉ có thanh quan có thể vào điện mưa gió và tiếng bàn luận thì không thể. Trong điện diện tích cực kỳ rộng rãi, đặt mấy trăm chiếc tịch án nhưng không hề chật chội, rất là thanh khoáng, mỗi tấm bàn lại cách nhau rất xa, cho dù sau khi tẩy tủy một lực có tốt thế nào, cũng rất khó có thể không một chút động tĩnh mà nhìn bài người khác. Chớ đừng nói chi nơi đây ít nhất còn có hơn 20 giáo sĩ cảnh giới thông u trở lên không ngừng tuần xét. Giáo sĩ phân phát đề thi, các thí sinh bắt đầu mở ra xem, tiếng giấy lao sao vang lên, hợp lại cùng nhau, phản phất một trận mưa lớn vừa đổ xuống. Có người không mở đề thi mà bắt đầu mài mực tĩnh tâm, tỉ như thiên hải thắng tuyết. Có người lại không làm gì hết, tỉ như lạc lạc, dù sao thành tích của nàng không được tính toán, tự nhiên không muốn hao tâm tổn sức làm đề thi, một lát sau, có vị giáo sĩ đi tới trước bàn của nàng, cung kính hành lễ, thấp giọng nói mấy câu, sau đó nàng đứng dậy, theo vị giáo sĩ kia rời đi, hẳn là tới thiên điện nghỉ ngơi có người lại là nhắm mắt bắt đầu dưỡng thần, tỉ như vị thiếu niên mặc áo mỏng mà Trần Trường Sinh vẫn âm thầm chú ý kia. Có người lại là muốn làm gì liền làm cái đó, muốn mở đề liền mở đề ra xem, muốn mài mực liền mài mực, muốn nhìn người mà mình thấy hứng thú thì nhìn, muốn nhắm mắt dưỡng thần liền nhắm mắt, cảm thấy có chút khác liền xin giáo tập nước trà, cảm thấy có chút buồn ngủ liền dụi mắt, như hôm nay chẳng qua là một ngày bình thường. Tỉ như Trần Trường Sinh cùng cẩu hàng thực. Không cố ý bình tĩnh mới thật sự là bình tĩnh, mới đại biểu tự tin Tiếng chung thứ ba vang lên, thí sinh bắt đầu viết Trần Trường Sinh đề bút, không đặt xuống, nhìn đề thi, trầm mặt một lát Từ Tây Trữ Miếu cũ đi tới Kinh Đô Phùng Hoa Từ thiếu niên đạo sĩ không người biết được trở thành vạn chúng chú ý Hắn đã dùng 10 tháng thời gian Hắn đặt bút bắt đầu viết Cách đó không xa, cậu hàng thực cũng bắt đầu trả lời nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha